cô mời con nè. Con đếm cho cô mấy hình tròn màu đỏ. Một. Đọc lên con. Một. Hai. Ba. Đúng rồi, vỗ tay khen bạn nè. Khi cô đưa hai vòng tròn thì con vỗ mấy cái? Hay quá. Rồi, con vỗ mấy cái? Giỏi quá nè. Rồi bây giờ cô sẽ mời các bạn, chúng ta sẽ thực hiện những động tác rất là dễ thương.